Sau bữa ăn bán trú, nhiều học sinh của trường tiểu học Tiên Dương Đông Anh Hà Nội có biểu hiện đau bụng, sốt và đi ngoài. Đã có những học sinh đã phải nhập viện để điều trị. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến cho hàng chục học sinh bị ngộ độc là do thực phẩm nhiễm vi sinh. Ngày 11 tháng 9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, đến chiều nay, Chi cục đang cùng Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan chức năng huyện Đông Anh tiến hành kiểm tra giám sát sự cố về an toàn thực phẩm tại trường tiểu học Tiên Dương, huyện Đông Anh. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra vụ việc là do thực phẩm nhiễm vi sinh. Đây phải nói là một thời điểm cũng rất là mới, ngay sau khi bước vào năm học được vài ngày thì đã xảy ra một cái sự cố chúng tôi cho rằng cũng hết sức là đáng quan tâm, và cũng đề nghị tất cả các trường học trên địa bàn phải hết sức quan tâm đến cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, phải lựa chọn các cái nhà cung cấp nguyên liệu cũng như những nhà cung cấp suất ăn đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn, để làm sao các cháu có một cái sức khỏe tốt nhất để bước vào năm học mới. Trước đó, sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Tiên Dương vào trưa ngày 9 tháng 9, năm học sinh của trường có biểu hiện đau bụng, sốt, đi ngoài, phải nhập bệnh viện đa khoa Đông Anh khám điều trị. Đến sáng 10 tháng 9, có thêm 58 học sinh xin nghỉ học, trong đó 48 học sinh thông báo có một số biểu hiện buồn nôn, sốt hoặc đi ngoài. Triệu chứng của cháu nổi bật là thứ nhất đau bụng, nôn, và sau đó thì cũng bớt nôn và có một số cháu tiêu chảy, và hôm nay cũng có hai cháu sốt 38 độ 5 và cháu sốt 39 độ. Chúng tôi đã dùng các biện pháp điều trị, hiện nay các cháu sức khỏe tương đối ổn định và tiên lượng hết sức khả quan. Trong giai đoạn tiệu trường này thì thứ nhất là về các cháu phải giữ gìn vệ sinh ở nhà, về ăn uống về và sức khỏe tại nhà, và thứ hai cùng phối hợp với nhà trường làm sao giữ gìn chế độ ăn và chế độ vệ sinh học đường, làm sao đúng chế độ vệ sinh cho đảm bảo cho sức khỏe của cháu, tránh những trường hợp đáng tiếc là xảy ra những cái dịch bệnh ngộ độc cho các cháu. Được biết, trường tiểu học Tiên Dương có 2.115 học sinh, trong đó 1.556 em học bán trú. Bữa trưa ngày 9 tháng 9 gồm các món thịt kho tàu, trứng chim cút chiên, canh rau ngót, su su xào tỏi, cơm trắng. Trong đó nguồn gốc thực phẩm như rau ngót, hành, su su, trứng chim cút do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại và Dịch vụ Bảo An ở xã Tiên Dương cung cấp, thịt lợn do Công ty Cổ phần Việt Nam cung cấp. Ngay trong chiều 10 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh cũng đã tiến hành phun khử khuẩn bằng chloramin B tại tất cả các phòng học và khuôn viên nhà trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát để phát hiện các trường hợp nghi ngờ liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm và xác định rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.